chậm giống cái đó. Rồi lại mưa, hơi quá cả nhà ơi. Đồ pha này kinh khủng quá anh em ơi, đồ pha bận chết. Vô. Bút nhanh anh em ơi, tới chiều. Hello mọi người nhá. Hello nhá. Khỏe quá anh em ơi. Múc thôi. Hà Dũng xin chào em trai nhé, phê quá em ơi, có cái nổ không em ơi? Năm mươi hai lúc có lúc không anh em ơi. Xe này mở phê quá, không phải gãy luôn à. Chờ xe nó nổ không anh em ơi.
mẹ đó kìa, mẹ nó nổi đó. Điện điện không điện kệ nha, ô xì kệ nào. Hay cái gì Nam ơi, anh làm mò em ơi. Làm mò. Cho cha mẹ ơi. Về đâu khi tình đã mất. Từ từ em. Mười lăm phút anh em ạ. À. Quan trọng là mở dàn nhựa. Ba cái này cắt cắt thì chỉ có 15 cho tới 30 phút. Rồi vô em. Oxy kê.
trộm cái này tí nhỏ nhất bôi mỡ vào hết rồi. Hoàng Hà, hoàng hạt lợm lúa. Vô lúa chứ phải là lợm lúa. Vô lúa. Chưa Hoàng Hạnh ơi, còn một tuần nữa anh ơi. Xong chưa? Để không? Còn nước rồi, mọi nước. Hả? Giá lốp hả? Rồi, xin chào mọi người. Clip đến đây xin phép được tạm dừng. Kết thúc một cuộc tình. Xếp hàng rồi anh em ơi. Muộn giờ quá rồi. Ở đây FI thì anh em biết rồi. Không có sự khả năng hàn. Bởi vì cuộn điện chất một núi và IC có một hàng. Ê. Ok, xin chào mọi người. Nhất đồ nhì nghề anh em ạ. Với tiền toán thì FI thì yếu lắm. Quan trọng là đồ chơi. Có đồ chơi là có tất cả. Rồi, xin chào mọi người nhá. Bye bye. Xe ở đây thiếu gì anh em, móc ra mà múc chứ, đúng không? Lên tay nghề ngay. Anh em nào muốn giỏi về FI thì cứ mua xe này về vọc và lên tay nghề ngay. Máy móc thì có hết, từ mưu cho tới đủ các loại quận, anh em thấy không? Ê, cái này con Vision này, vào là múc, vào là đóng hết. Họng ga vào là đóng luôn họng. Rồi, xin chào mọi người.